Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phát huy vai trò giám sát, góp phần nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Bà Xuyến ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, người cán bộ mặt trận gương mẫu, hết lòng vì nhân dân. Nhiều hộ dân huyện Kim Động mở rộng chăn nuôi bò sữa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PH Hưng Yên bàn giao trên 300 căn hộ của dự án nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 7, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã về trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đăng Trù ở thôn Trà Bồ, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Đảng viên Nguyễn Đăng Trù sinh năm 1931, vào Đảng ngày 19 tháng 8 năm 1949. Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí tham gia quân đội từ tháng 4 năm 1946, sau về công tác tại Tổng cục Thống kê. Từ tháng 6 năm 1971 về nghỉ hưu, tham gia công tác đảng, công tác xã hội tại địa phương. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu đảng, đồng chí Đặng Minh Ngọc ghi nhận những công hiến trong quá trình công tác và chúc đảng viên Nguyễn Đăng Trù trường thọ, phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Nhân đây, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đảng viên cao tuổi. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã chỉ ra một số hạn chế và đề ra các nội dung quan trọng cần tiếp tục triển khai thực hiện. Đó là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn ở nhiều nơi còn chậm thực hiện. Kiểm tra đôn đốc 14 tỉnh chưa hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm nay. Tăng cường giám sát về thực hiện kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức và viên chức trong thực thi công vụ, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ nguồn, đáp ứng các tiêu chí theo quy định hiện hành, v.v. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân các huyện Văn Lâm, Văn Giang và Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 có ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Kỳ họp đã thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được qua 6 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt gần 1.034 tỷ đồng, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển, văn hóa xã hội, giáo dục và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. 6 tháng cuối năm, huyện Văn Lâm tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu có 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện, tiếp tục triển khai giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và tinh giản biên chế theo quy định, chú trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. Dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang khóa 19 có ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm, kinh tế huyện tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt trên 244 tỷ đồng, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt trên 135 triệu đồng. Huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới.
6 tháng cuối năm, huyện tập trung phát huy tối đa thế mạnh phát triển hoa cây ăn quả, cây cảnh chất lượng cao, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất theo hướng hàng hóa, khuyến khích phát triển kinh tế các làng nghề và sản xuất theo mô hình hợp tác xã, huy động mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường thanh kiểm tra công tác quản lý đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, triển khai lập đồ án xây dựng huyện đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2020. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu khóa 19 đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chính trị của huyện được thực hiện hiệu quả, kinh tế xã hội tiếp tục ổn định phát triển. Tổng thu ngân sách toàn huyện trên 177 tỷ đồng, đạt 82,39% dự toán năm 2019, tổ chức đào tạo nghề cho trên 3.600 lao động, tạo việc làm mới cho khoảng 1.260 lao động. Các chế độ chính sách với người có công, đối tượng chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Những tháng cuối năm, huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chuyển đổi 295 ha lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây hàng năm hoặc kết hợp nuôi thả thủy sản, phấn đấu thành lập 16 hợp tác xã và 86 tổ hợp tác, xây dựng mỗi xã một sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, các công trình trọng điểm của huyện, phát huy tiềm năng du lịch, phát triển hạ tầng du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, tạo các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong huyện. Ngày 14 tháng 7, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và của tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến hết năm 2018, thành phố Hưng Yên đã huy động được trên 2.150 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1,9%. Đến nay, toàn bộ 10 trên 10 xã của thành phố đều đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, không có nợ động đầu tư trong xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, sau khi đã đi thẩm tra thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố, đồng chí Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố Hưng Yên đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn đề nghị thời gian tới, thành phố và các xã cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về đường giao thông, y tế, trường học, cũng như công tác quản lý, quy hoạch các khu sản xuất tập trung, các nghĩa trang trong khu dân cư cùng một số vấn đề liên quan đến việc xử lý rác thải, nước thải và tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2014-2019 đã khẳng định một giai đoạn phát triển mới, có tính đột phá của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên trong công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, đã và đang chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ này. Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng của xã Tống Chân được thành lập đã hơn chục năm nay. Ban được thành lập với mục đích giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng công trình phúc lợi nông thôn mới, thực hiện các chính sách xã hội, chế độ chính sách đối với hộ nghèo, rà soát hộ nghèo, thu chi quỹ vì người nghèo, việc sửa chữa, xây mới nhà cho hộ nghèo cũng được công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ. Riêng cái quỹ đó là chúng tôi thấy là rất công khai, riêng ở thôn là đầy đủ đọc trên loa truyền thanh. Và đến khi xã họp thì đồng chí chủ tịch mặt trận cũng thông báo cho tất cả các thôn là chúng tôi nắm được hết về báo cáo với bà con. Những năm qua, công tác giám sát chính quyền là một trong những nhiệm vụ được Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố thực hiện tốt, trong đó tổ chức giám sát tập trung một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh như chương trình giảm nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường, đặc biệt là vận động nhân dân chấp hành nghiêm kế hoạch 93A, giám sát không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm mới trên đất nông nghiệp. Chỉ tính năm 2017 và 2018, Ban Thanh tra Nhân dân phường xã đã chủ trì và phối hợp tham gia giám sát được gần 100 cuộc trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Về công tác giám sát và phản biện xã hội thì
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thường trực thì chú trọng xây dựng cái kế hoạch giám sát và phản biện xã hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thì chúng tôi có chỉ đạo chú trọng vào một số các cái lĩnh vực mà cử tri quan tâm như là các cái khoản đóng góp của các nhà trường, đầu tư xây dựng cơ bản và một số các khoản thu chi ở một số phường xã. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò giám sát, chủ trì thành lập 24 đoàn giám sát trên 150 đoàn cấp huyện, xã tiến hành giám sát những vấn đề như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện pháp luật về môi trường, thực hiện chính sách với người có công với cách mạng. Các ban thanh tra nhân dân tiến hành giám sát gần 800 cuộc, kiến nghị thu hồi trên 4.000 mét vuông đất và hàng trăm triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2019-2024 vẫn xác định công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những việc trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc. Và chúng tôi cũng chú trọng giám sát vào những việc mà cấp ủy, chính quyền đang chỉ đạo và giám sát vào những việc mà nội dung và nhân dân đang quan tâm. Và tới thì tỉnh có giao cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ít nhất một năm là phải mỗi tổ chức giám sát ít nhất một cuộc. Ví dụ như Mặt trận Tổ quốc thì tiếp tục giám sát về cái việc là thực hiện kế hoạch 93A, tham gia giám sát, rồi tham gia động viên nhân dân về giải phóng mặt bằng để thực hiện khi mà nhiệm vụ nhà nước thu hồi đất hoặc là để thu hút các doanh nghiệp và đầu tư. Thế và giám sát cái việc cấp sổ đỏ cho nhân dân, rồi giám sát cái việc an toàn thực phẩm, giám sát về việc thuốc bảo vệ thực vật và giám sát về cái việc thực hiện cái chế độ chính sách cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa quân sự và giám sát về thực hiện quy chế cán bộ đoàn. Và tôi nghĩ nếu làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội thì chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái ổn định tình hình và cái lòng mong mỏi của nhân dân và càng tạo sự cái đồng thuận lớn hơn nữa và để cái gắn bó máu thịt giữa đảng và nhân dân càng tốt hơn. Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những tồn tại thiếu sót và thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Xuyến, trưởng ban công tác Mặt trận thôn 4 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, là một cán bộ luôn gương mẫu tận tụy có tâm huyết, hết mình với công việc. Gần 18 năm làm công tác mặt trận, bà luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Tham gia công tác ở địa phương từ năm 1978, năm 2002, bà Nguyễn Thị Xuyến được bầu làm trưởng ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt của công tác mặt trận, những năm qua bà luôn là cầu nối, gắn kết các thành viên ban công tác mặt trận trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trọng tâm là công tác giữ gìn an ninh trật tự, gia đình văn hóa và công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Hiện toàn thôn có trên 90% gia đình văn hóa, nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội ma túy mại dâm. Từ năm 2018 đến nay, ban công tác mặt trận còn hòa giải thành công 12 vụ việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Bên cạnh đó, hàng tuần, bà Xuyến cùng các thành viên trong ban công tác mặt trận còn vận động nhân dân duy trì vào chiều thứ Sáu thực hiện quét dọn đường làng ngõ xóm phát quang cỏ trên tuyến đường tự quản dài hơn 500 mét ở khu vực xóm 8 và thôn 4, thêm khang trang, sạch đẹp. Với những đóng góp cho sự phát triển chung của xã Quảng Châu, nhiều năm liền, bà Xuyến được các cấp khen thưởng, đặc biệt năm 2016, bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Với những đóng góp cho địa phương, bà thực sự là tấm gương tiêu biểu của người cán bộ làm công tác mặt trận được đảng tin dân mến. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Yên Mỹ đã khuyến khích nông dân tập trung nuôi trồng thủy sản, áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng sản xuất hàng hóa để tận dụng diện tích đất mặt nước. Tổng diện tích nuôi thả thủy sản của huyện Yên Mỹ là trên 330 ha, tập trung ở các xã Minh Châu, Trung Hòa, Yên Phú, chủ yếu nuôi các giống cá chấm, cá chép, cá rô phi. Nhiều địa phương xây dựng được mô hình nuôi cá tập trung như tổ chăn nuôi thủy sản thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu có diện tích hơn 12 ha, khu nuôi thả cá tập trung thôn Cầu Thôn, xã Trung Hòa diện tích 10 ha.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và nuôi trồng thủy sản thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản của huyện Yên Mỹ ước đạt 1.130 tấn. Thông qua các chương trình của tỉnh, huyện đã hỗ trợ trên 1,6 tỷ đồng cho các hộ nuôi và thí điểm mô hình nuôi cá sông trên ao nước tĩnh tại xã Ngọc Long và Thanh Long. Với lợi thế là huyện có đê tả sông Hồng chạy qua và diện tích đất bãi rộng lớn, nhiều xã trên địa bàn huyện Kim Động đã phát triển mạnh đàn bò sữa, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Tính đến nay, đàn bò sữa trên địa bàn huyện là 950 con, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018. Bò sữa được nuôi tập trung tại các xã Hùng An, Đức Hợp, Mai Động, Phú Thịnh. Một số hộ nuôi nhiều như ông Phạm Thế Dương, ông Nguyễn Văn Nam, ông Nguyễn Văn Cơ. Trung bình một con bò sữa mỗi ngày cho từ 17 đến 20 kg sữa, giá bán hiện nay từ 12 đến 15.000 đồng một kg. Sản phẩm sữa được bao tiêu hoàn toàn bởi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho người chăn nuôi. Kim Động phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện đạt khoảng 1.100 con bò sữa, tập trung mở rộng ở những địa phương đang nuôi và các xã vùng ven đê. Ngày 2 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 24 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác các loại khoáng sản. Cơ quan thu phí là cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có hoạt động khai thác, mức thu phí như sau. Với cát san lấp, cát xây dựng là 4.000 đồng một mét khối. Đất san lấp xây dựng công trình, đất sét, đất làm gạch là 2.000 đồng một mét khối. Nước khoáng thiên nhiên là 3.000 đồng một mét khối. Mức thu với khoáng sản tận thu bằng 60%, mức thu các loại tương ứng. Hàng năm, chậm nhất là ngày 1 tháng 3, cơ quan thu phí có trách nhiệm công khai số lượng khai thác, số phí thu được của năm trước. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2019 và thay thế quyết định số 31 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhằm dần thay thế túi ni lông sử dụng một lần, công ty Thuận Đức đóng trên địa bàn huyện Kim Động đã đầu tư sản xuất túi siêu thị dùng nhiều lần bằng chất liệu PP thân thiện với môi trường. Các sản phẩm này đã bắt đầu được thị trường chấp nhận thay thế túi ni lông sử dụng một lần. Đây là những sản phẩm túi thân thiện môi trường do công ty Thuận Đức sản xuất. Rất nhiều các mẫu mã, kiểu dáng, kích thước khác nhau có thể phù hợp đáp ứng đa dạng các hình thức sử dụng, từ đựng đồ tại các siêu thị đến việc đi chợ hàng ngày. Đáng nói là đa số các loại túi này sau khi sử dụng đều có thể gấp nhỏ gọn để lần sau dùng lại. Hiện công ty đang xuất khẩu trung bình 10 triệu sản phẩm một tháng sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu. Ngoài ra, trên toàn quốc, công ty còn có khoảng 200 điểm bán và sử dụng túi, chủ yếu là các cửa hàng siêu thị với số lượng hàng chục nghìn sản phẩm một tháng. Sản phẩm này của chúng tôi nếu như để ra ngoài môi trường tự nhiên trong vòng khoảng 30 đến 50 ngày thì sẽ tự phân rã và trong vòng 30 đến 36 tháng sẽ tự phân hủy hoàn toàn. Và hiện nay thì chúng tôi đang đa dạng hóa sản phẩm để điều chỉnh giá thành sản phẩm phù hợp với cả thị hiếu tiêu dùng của người Việt Nam. Thực hiện theo quyết định đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt về xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Vừa qua, công ty PH Hưng Yên đã bàn giao cho trên 300 khách hàng là đối tượng xã hội và 10% căn hộ thương mại cho cư dân về sinh sống tại hai tòa nhà M3.2 và M3.3. Trên 300 căn hộ tương ứng với số gia đình sở hữu nhà ở đã thực hiện hợp đồng mua nhà ở theo diện trợ giá, đã được chủ đầu tư bàn giao chìa khóa nhà và chuyển đồ dùng gia đình về sinh sống tại hai căn hộ M3.2 và M3.3. Theo đó, có gần 100 căn hộ đã được xét duyệt vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0,48% trên tháng và được vay trả chậm trong 200 tháng tính từ thời hạn hợp đồng mua bán nhà ở có hiệu lực thi hành. Được biết, đây là tòa nhà thứ 3 trên tổng số 5 tòa nhà đã được phê duyệt sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PH Hưng Yên triển khai xây dựng. Hiện nay đã có trên 400 căn hộ đã được bàn giao cho các gia đình sử dụng. Từ đầu tháng 7 đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn thanh tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa của 28 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Về đo lường, đoàn đã tiến hành kiểm tra 134 cột đèn đo. Kết quả tất cả các cột đo đã được kiểm định,
còn hiệu lực, tem niêm phong và kẹp chì còn nguyên vẹn. Kiểm tra 97 phép đo để xác định sai số kết quả đo lượng xăng dầu. Tất cả các cửa hàng đều đạt yêu cầu theo quy định. Về chất lượng xăng dầu, các cửa hàng được kiểm tra đều cung cấp đầy đủ hợp đồng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, test nhanh 50 mẫu xăng dầu, kết quả đều đạt yêu cầu. Để đảm bảo chất lượng xăng dầu phục vụ người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để phân tích, đánh giá và sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo chất lượng khi có kết quả. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.